Sau khi đánh mất đi tài năng trẻ Leave ngay đầu mùa hè, mùa giải quan trọng nhất trong năm có thể quyết định tấm vé đi chung kết thế giới, EDG buộc phải có một sự thay đổi về nhân sự bất đắc dĩ để làm sao vừa xoa dịu dư luận vừa đảm bảo được thành tích không quá tệ. Thể thao hiện đại nói chung và liên minh nói riêng đang hướng đến những thứ mang tính vĩ mô hơn trước kia. Và với Trung Quốc, nơi mà những thứ không hợp thuần phong mỹ tục hay còn được cho là trái với đạo đức xã hội, thì scandal của Leave là điều không thể chấp nhận được. Vô hình trung hạ thấp danh tiếng và sự ủng hộ của đội tuyển không chỉ với người hâm mộ mà còn cả giải đấu. Vì lý do đó, không gì có thể tuyệt vời hơn khi Uzi, một huyền thoại của LPL, đã quay trở lại sàn đấu với vai trò sao thủ cho EDG vào thời khắc mà họ đang cần nhất. Thế nhưng, liệu bàn trở lại này của Uzi là để bán hành cho lớp tuyển thủ trẻ, hay sẽ là một tấm vé một chiều đi thẳng đến cuối con đường, nơi tận cùng của sự thất bại? Uzi và quá khứ lẫy lừng. Để nói về Uzi, người ta thường nhắc về một trong những người chơi xạ thủ của lối đánh Hoa Mỹ uyển chuyển, một người có kỹ năng xử lý các tướng xạ thủ, có sự cơ động tốt trong giao tranh, tiêu biểu như Ashe, Lucian hay Vayne. Đặc biệt, hình ảnh của anh được gắn liền với vị tướng Vayne nhờ vào màn trình diễn chói sáng tại Worlds 2013 trước OMG tại tứ kết. Chiến thuật nhất xạ tướng nô đang vô cùng thịnh hành ở ngày nay. Thế nhưng với Uzi, tất cả những đội tuyển mà anh từng thi đấu đều có thể sử dụng chiến thuật này vô cùng hiệu quả, và đương nhiên hạt nhân quan trọng chính là Uzi. Tài năng là vậy, nhưng cũng giống như T1 thời điểm hiện tại, Uzi được gắn liền với danh hiệu đầy mỉa mai Vua Về Nhì, khi gần như những thành tích lớn mà anh có được trong quá khứ chỉ dừng lại ở vị trí số 2, đặc biệt là hai chiếc bánh xe bò liên tiếp vào năm 2013-2014. Thế nhưng không vì thế mà Uzi quên đi cách tỏa sáng sau nhiều lần vấp ngã, để rồi trái ngọt đã đến vào một năm 2018 đầy rực rỡ cùng với RNG. Hai chiếc cúp vô địch LPL trong cùng một năm, cùng với đó là chiếc vô địch MSI, là bảo chứng cho sức mạnh vượt trội của Uzi cùng đồng đội sau biết bao nỗ lực không quản mệt mỏi từ năm 2016. Chỉ còn thiếu đúng chiếc vô địch thế giới, điều mà Uzi đã không thể làm được với RNG hay Bilibili Gaming vào năm 2022, sẽ là đủ để anh ngẩng cao đầu bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Ký ức nhạt nhòa cùng BLG. Dù chưa thể sở hữu cho riêng mình một trang phục vinh danh chiến thắng tại Worlds, Uzi vẫn luôn là tượng đài trong lòng người hâm mộ xứ Trung. Nếu như câu chuyện về sự nghiệp của anh chỉ dừng lại ở năm 2019 trong màu áo RNG, tạm dừng sự nghiệp và nói lời chia tay với tựa game khi gặp những vấn đề sức khỏe như chấn thương vai, Uzi nhiều lần bày tỏ mong muốn trở lại đấu trường chuyên nghiệp nếu như sức khỏe đi lên theo chiều hướng tích cực. Và rồi khi những lý do trên dần bị khuất phục bởi đam mê và khát khao chinh phục ngôi vị cao nhất, thứ mà Uzi chưa một lần nào có thể chạm tới, anh đã quay trở lại và gia nhập Bilibili, nơi mà anh cho rằng sẽ giúp sự nghiệp của mình trở nên trọn vẹn. Nhưng đời không như là mơ, Uzi trở lại sàn đấu chuyên nghiệp trong tầm thế của một người chơi nhiều kinh nghiệm, nhưng không thể có đất dụng võ. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị, khi Doggo là sự lựa chọn mà ban huấn luyện Billy tin tưởng. Anh có sự trẻ trung, hợp meta. Điều này giống như một sự sỉ nhục với lòng tự ái của Uzi. Và hậu quả tiếp tục là một lời chia tay bất đắc dĩ vào năm 2022, để trở về với công việc livestream. Có thể nói, đây gần như là động thái ngầm tuyên bố sự nghiệp của Uzi chính thức khép lại, và anh sẽ chẳng bao giờ có được chiếc cúp vô địch thế giới như anh hằng mơ ước. Cho đến ngày 10 tháng 6 năm nay, EDG chính thức công bố chiêu mộ được Uzi để thay thế cho Leave sau bao lùm xùm đời tư cá nhân. EDG, Uzi và câu chuyện tương lai. Ở LCK, Faker là một tượng đài không thể thay thế, dù cho phong độ của quỷ vương bất tử đang ngày càng giảm sút theo thời gian. Còn với người hâm mộ LPL, Uzi vẫn là một trong những huyền thoại bất diệt, kể cả khi anh chưa có thể có được ngôi vị cao nhất trong sự nghiệp tuyển thủ. Tình cảm của khán giả Trung Quốc dành cho Uzi là không thể kể xiết, là thứ mà những xạ thủ như Jackey Love, LWX và cả những thế hệ sau đã, đang và sẽ không bao giờ có được. Vì vậy, việc EDG thành công chiêu mộ được Uzi đồng nghĩa với việc đang cầm trong tay một bản hợp đồng hút fan, một bản hợp đồng thương mại của giải đấu, và trực tiếp đẩy độ yêu mến của khán giả dành cho đội tuyển lên cao ngất ngưỡng, kéo theo đó là một loạt lợi ích khác. EDG một mặt vừa không để danh tiếng mình chìm xuống sau những bê bối mà Leave vướng phải, một mặt lại nâng sức nóng của đội tuyển lên chỉ bằng việc có được chữ ký Uzi. Thế nhưng công bằng mà nói, đây không hẳn là một sự kiện đem đến nhiều điều tích cực cho EDG, khi đội tuyển này không thể đảm bảo 100% rằng Uzi sẽ có một phong độ ổn định sau quãng thời gian dài không thi đấu chuyên nghiệp. Đặt trong bối cảnh về thành tích, đây thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Với xu hướng trẻ hóa đội hình, sẽ chẳng có một người đứng đầu nào muốn phê duyệt một ngân sách lớn để đem về một xạ thủ đánh chính ở mùa hè với tiền sử đa chấn thương, tuổi nghề đã lâu và giá nghề cũng được kha khá thời gian trước khi quay trở lại và không đạt được thành tích nào nổi bật, dẫu cho đội hình EDG đang đi đúng hướng. Hai người đánh cặp với Uzi làm Meiko cũng rất xuất sắc. Thì xạ thủ là vị trí đòi hỏi thao tác tay nhiều nhất, bất chấp kinh nghiệm dài dặn. Uzi có lẽ khó có thể đương cự với những đường giữa top đầu hiện nay. Cộng đồng Liên minh huyền thoại Trung Quốc hẳn không thể quên được hình tượng đường trên hàng đầu thế giới một thời, The Shy, nay đang thi đấu trong màu áo Weibo Gaming. Người từng làm mưa làm gió trong quá khứ, giờ đã trở thành đối tượng của những lời châm biếm, chê bai, là chủ nhân của những meme nổi tiếng trên mạng xã hội, chỉ bởi phong độ kém cỏi của mình đã cố chấp tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Đó là điều mà Uzi không bao giờ muốn phải gánh chịu, bởi kể cả khi đã từng được đưa lên tận 9 tầng mai như The Shy, cũng có ngày phải rơi xuống mặt đất một cách đau đớn. Những trường hợp đã từng giải nghệ xong quay lại thi đấu khác như Bray, Doublelift hay Percent đều không có kết quả tốt, và câu chuyện này cũng đã xảy đến với Uzi vào năm 2022. Tuy nhiên, có lẽ câu chuyện về Dev và hành trình chinh phục đỉnh vinh quang sau thời gian dài cống hiến tuổi trẻ đã làm lay động trái tim của nhiều người, trong đó có Uzi. Sự nghiệp của anh cũng có phần tương đồng với Dev trước năm 2022, chỉ thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất là chiếc cúp vô địch thế giới. Có lẽ gia nhập EDG là chìa khóa để Uzi đi tìm lời giải cho bài toán này. Vậy với một bộ khung tiềm năng như EDG, với Ale, Gegé, Fofo và Meiko, chắc chắn việc giải mã sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt với một huyền thoại như Uzi. Uzi đã trải qua nhiều trận đấu quan trọng, hơn ai hết anh hiểu được những tuyển thủ trẻ cần gì. Từ đó, kinh nghiệm trận mạc sẽ là thứ vũ khí giá trị nhất mà anh mang lại cho EDG, để phần nào đó bù đắp lại kỹ năng đã hao mòn theo dòng chảy thời gian. Thế nhưng chỉ kinh nghiệm là chưa đủ để Uzi có thể cùng EDG nghĩ về một tương lai tươi sáng, nơi anh nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới trong tay. Bởi vẫn còn đó những Jin Dong, Bilibili hay T1, Genji sẵn sàng biến ước mơ của Uzi trở thành một mớ hỗn độn không hồi kết. Với tư cách là một mảnh ghép tối quan trọng trong đội hình EDG mùa hè này, Uzi vẫn chưa thể đem đến một lời cam kết đủ chất lượng rằng anh sẽ cùng với đội tuyển tạo nên kỳ tích. Hơn tất cả, EDG đang cần một xạ thủ đột biến, dám phá vỡ những quy tắc chuẩn mực của một AD Carry truyền thống, vốn là những gì mà Uzi đã diễn suốt những năm tháng huy hoàng trong sự nghiệp. Sự trở lại này vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn trong lòng người hâm mộ, nhưng đây vẫn là một điểm tích cực cho EDG nói riêng và cộng đồng Liên minh Trung Quốc nói chung. Sau tất cả, có lẽ người hâm mộ cũng không nên quá đặt nặng vấn đề thành tích với Uzi, bởi được nhìn thấy anh thi đấu đã là một niềm vui, một niềm tự hào không gì tả xiết. Chào mừng anh quay trở lại, Uzi.